Xin chào tất cả các bạn đang xem video trên kênh Tâm sự cùng Mèo Creepy. Ngày hôm nay thì Mèo sẽ đưa ra một cái chủ đề để chúng ta cùng tâm sự ha. Đó chính là người lớn và trẻ con ai khổ hơn. Trước khi làm cái video này thì Mèo cũng từng là trẻ con rồi các bạn. Mèo cũng trải qua một cái tuổi thơ, nhưng mà cái trẻ con thời Mèo nó không có giống trẻ con bây giờ. Theo Mèo suy nghĩ nha, trẻ con thời của Mèo nó mặc dù không có ăn ngon hơn trẻ con bây giờ, không có được mặc đẹp hơn bây giờ, thậm chí nhiều trẻ con không được đi học như bây giờ, nhưng mà theo suy nghĩ của Mèo trẻ con bây giờ nó khổ hơn trẻ con thời của Mèo rất là nhiều. Bởi vì trẻ con bây giờ chỉ ngoài học ra, nó không có trải nghiệm được gì nhiều hết đó các bạn, bị ép rất là nhiều và tao sẽ chết luôn. Bằng chứng là trẻ em thời bây giờ nó tự sát rất là nhiều, nhiều hơn trẻ em hồi xưa rất là nhiều. Đó là bằng chứng mà trẻ em bây giờ nó khổ hơn hồi xưa. Mà chúng ta đang nói người lớn với trẻ con mà. Có ai ngồi ở đây mà từ cái thời còn nhỏ có cái suy nghĩ giống như Mèo hay không? Ước gì mình lớn cho thật nhanh đi, chứ làm người nhỏ khổ quá, không được một chút tự do nào hết. Muốn mua cái gì cũng phải xin, muốn đi đâu cũng phải xin, không cho đành phải nhịn, không có được một chút tự do nào hết. Có ai suy nghĩ giống như Mèo hay không? Nhưng mà khi lớn lên rồi Mèo thấy cái điều ước đó nó quá bình thường luôn á. Còn nhỏ đúng là chúng ta không có được tự do gì hết, nhưng mà được cái chúng ta vô lo vô nghĩ. Ví dụ như chúng ta muốn mua quần áo mới hay xin bố mẹ mình cho rồi chúng ta có quan tâm là tiền đã ở đâu ra hay không? Muốn đi chơi chúng ta có quan tâm là ở nhà có bao nhiêu công việc hay không? Đâu ai quan tâm đâu. Cho nên khi còn nhỏ thì nó vô lo vô nghĩ lắm, lúc nào cũng cười thật sự rất là vui vẻ, rất là ngây thơ, rất là trong sáng, không có áp lực gì hết. Khi lớn lên rồi được cái thì chúng ta tự chủ kinh tế, tự do hơn rất là nhiều, nhưng mà hàng trăm thứ nó đè nén trong con người của mình, đặc biệt là những người có gia đình rồi, như là đòi ngồi hai bên nè, gia đình nè, công việc nè, cơm áo gạo tiền này, 100 thứ cái gì nó cũng đè nặng lên, nó khiến cho chúng ta không còn ngây thơ như ngày trước nữa. Nếu mà ai ngây thơ chắc không có thế nào mà tồn tại nói đâu. Trước sau gì cũng bị lừa thôi. Lớn lên rồi thì được tự do, nhưng mà không còn một cái niềm vui nào của trẻ thơ, không còn ngây thơ nữa. Vậy theo suy nghĩ của Mèo nha, còn nhỏ thì có cái khổ của còn nhỏ, khi lớn lên có cái khổ của lớn lên, chứ đâu có cái túi nào mà sướng 100%, mà đâu có cái túi nào mà khổ 100% đâu. Thậm chí về già nó còn không sướng nói nữa kìa các bạn. Mèo chưa già nhưng mà Mèo thấy những người già xung quanh của Mèo người ta hay lo lắm. Người ta lo về con cái, người ta lo về những cái điều mà người ta chưa từng làm, người ta lo lắng về bệnh tật, người ta lo lắng về những cái thứ xung quanh, quá nhiều thứ để người ta lo luôn đó các bạn. Cho nên người già cũng có cái khổ của người già mà. Người ta lo là không biết có ai nuôi mình hay không nữa, con cháu đi ra đóng ra đứa nào nuôi mình nữa, đeo rồi đứa nào nuôi. Đó là nỗi lo mà nhiều người già đang gánh chịu đó các bạn. Cho nên theo suy nghĩ của Mèo nha, cái túi nào cũng có cái khổ riêng của nó. Bây giờ ai cũng phải trải qua hết á. Người ta nói đời là bể khổ mà, bước qua cái bể khổ là chúng ta qua đời rồi. Cho nên chúng ta được làm người một lần, không biết kiếp sau có được làm người hay không, đang ở độ tuổi nào đi nữa, hãy tận hưởng cái đẹp của độ tuổi đó nha. Chứ để thời gian trôi đi rồi nó không có quay trở lại đâu. Để rồi về già chúng ta hối tiếc những cái điều mà chúng ta chưa làm. Ví dụ như còn trí đi, còn cái túi học sinh đó thì chúng ta học thì học, chơi thì chơi. Người ta nói nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà, chúng ta có quyền nghịch, có quyền quậy. Ví dụ như là chọc bạn mình nè, dán trái sau lưng là tôi bị điên nè, hay là giấu vơ bạn này, giấu giếp bạn này, cái chuyện đó rất là vui. Khi mà lớn lên rồi các bạn nghĩ là những cái chuyện đó ngoài đó mỉm cười thôi, chứ đâu có biết nói gì đâu. Giờ nghiêm túc quá thì nó không có vui đâu. Đó là đối với lứa tuổi học sinh. Nhưng mà khi lớn lên chút ví dụ như bạn muốn đi du lịch chẳng hạn, hay nếu bạn có tiền thì cứ đi đi, không sao hết, miễn không vi phạm pháp luật hay là vi phạm về vấn đề đạo đức. Muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng có để thời gian trôi đi rồi hối tiếc. Về già rồi muốn đi du lịch thì đi, không có nói đâu, không bằng tôi trí đâu.
Đó là theo suy nghĩ của mèo ha. Mèo cũng không biết là những cô chú lớn tuổi có xem được video của mèo không nữa. Nhưng mà nếu cô chú nào đang xem video của cháu á, thì cháu có một câu nhắn gửi này. Bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, hãy cố gắng sống vui vẻ cái tuổi già của mình đi. Đừng có lo lắng gì nhiều nữa. Mình sống được như đang ở đâu, vui được ngày nào thì cứ vui ngày đó ha. Còn tư duy của mình ạ, có những cái sai lầm hay có những cái điều gì mà chúng ta chưa làm ạ, thì cứ bỏ qua đi, coi như là qua rồi thì cứ qua đi, chứ bây giờ suy nghĩ đắn đo để làm gì, rồi mình cũng không có được vui ha. Rồi thông qua cái video này ạ, thì mèo nhắn nhủ là bây giờ cái túi nào cũng có khô hết, thì hãy tận hưởng cái khô, đừng có than vãn cái gì hết đó. Bạn mà đang ngồi ở đây xem được cái video này là bạn hạnh phúc hơn rất là nhiều người rồi. Nhiều người còn không có điện thoại để mà xem cái video này nữa này. Đó, đừng có than vãn cái gì hết nha. Rồi thì cái video này của mèo ạ, cho xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn quan tâm theo dõi video của mèo, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn yêu mến mèo thì cho mình một like, một subscribe và comment ý kiến các bạn bên dưới nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.